Hello, xin chào anh em, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình, lại là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với mọi người đây, để hướng dẫn cho anh em cái cách để chơi để con game tài xỉu lỗ bằng công thức tốt nhất của mình hiện tại. Ok, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái công thức bắt cầu bằng con single 2 và single 3 đi. Công thức này thì mình sẽ nói qua cho anh em làm sao để áp dụng công thức này và chiến thắng được con game tài xỉu nhá. Trước tiên thì mình cũng phải nói cái cách hoạt động của nó đúng không? Cách hoạt động của nó rất là đơn giản thôi, anh em sẽ lấy single 2 và single 3 cộng lại với nhau này. Lấy hai con này cộng lại với nhau. Ví dụ mình ví dụ cái con này nhá. Con này đi. 12 đổ xuống thì lấy 5 cộng 4 đúng không? 5 cộng 4 này lẻ ra xỉu 9, nó là một con thuận. Đấy. Có hai điều cần lưu ý sau đây là điều thứ nhất nhá, là anh em cộng lại với nhau này. Thì anh em gióng đúng sang cái công thức mình đã show phía trái màn hình cho anh em từ nãy giờ rồi đúng không? Đấy, cái công thức đấy là sao? Công thức đấy là mình đã chỉ rõ ra là lấy single 2 cộng single 3 cộng lại với nhau này. Đấy. Thì sau khi cộng lại với nhau thì chẵn ra tài là một con thuận, chẵn ra xỉu là một nghịch, lẻ ra tài là một nghịch, lẻ ra xỉu là một thuận đúng không? Nó sẽ hơi ngược nhau như vậy. Đấy thì anh em áp dụng đúng cái đấy vào. Đấy, áp dụng đúng cái cách tính thuận nghịch đấy vào để có thể tính toán thuận nghịch ở cái con này được. Đấy, ví dụ mình vừa ví dụ cho anh em đây đúng không? Đấy, cái con này là nặng 4 lẻ ra xỉu 9 một con thuận này. Cái lưu ý thứ hai đấy, mình nãy mình tính đúng không? Nãy mình tính thì là nặng 4 lẻ ra xỉu 9. Anh em thấy có gì không ạ? Mình phải gióng chéo lên nhá. Mình gióng chéo lên thì cái công thức nó mới chuẩn chỉ. Còn nếu mà mình gióng thẳng này, nặng 4 mà lẻ ra tài 12 mà mình tính ra một con nghịch, thế là toang luôn đấy anh em ạ. Cái cầu kèo nó sẽ khác hẳn nhá. Nhiều khi là cái cầu chỉ cần khác một con thôi là nó sẽ khác hoàn toàn rồi. Đấy chưa? Nên là anh em phải lưu ý cho mình là nếu mà anh em tính thì anh em phải tính tuyệt đối chính xác, không thì em sẽ rất là dễ bị xa bờ, trừ khi anh em quá may mắn rồi tính sai nhưng mà kiểu gì lại đánh đúng cầu, thế lại ăn to anh em ạ. Nhưng mà cái trường hợp đấy là cái trường hợp hiếm thôi, cái trường hợp ít thôi. Anh em thì vẫn nên đánh, gọi là không phải nên nhá, mà phải bắt buộc tính chuẩn, gọi là tính toán chuẩn thì anh em mới có thể là dễ dàng chiến thắng được. Ok rồi, thì bây giờ mình sẽ vào và hướng dẫn anh em bắt cầu đi. Mình sẽ dựa trên những con thuận nghịch mà mình tính được để mình có thể vào và bắt cầu được. Ok, thì bắt cầu kiểu gì, tính nhìn ra cầu kiểu gì đúng không? Bây giờ thì mình sẽ vào hướng dẫn chi tiết cho anh nhá. Bắt đầu tới con số 10 này nhá. Tắt cái cách tính thuận nghịch phía trái màn hình đi cho em đỡ bị vướng mắt này. 10 đổ xuống bộ 4 chẵn ra tài 12 một thuận. 6 cộng 1 lẻ ra tài 12 một nghịch. 4 3 lẻ ra tài 12 một nghịch. 5 4 lẻ xỉu 9 một thuận. 3 cộng 3 chẵn ra xỉu 9 một nghịch. 6 cộng 1 lẻ xỉu 9 một thuận. Câu này à, con này nhá, 4 2 một con nghịch đúng không, một con nghịch là ra một con xỉu. Ai chà, hơi khó, cũng chỉ là hơi khó thôi. Tại vì trong đầu mình cũng đã nghĩ ra được là mình nên đánh theo con gì rồi, nhưng mà ở đây nhá, tại sao mình lại nói là hơi khó đúng không? Tại vì thế này, cái con này thì mình sẽ có tỷ lệ ăn một con xỉu là 90%, nhưng mà mình lại có tỷ lệ ăn một con tài là 80%. Tại sao lại ngược đời như vậy đúng không? Tại vì mình đang nhìn theo hai công thức nó khác nhau anh em ạ. Rồi, wow, nó ra một con tài, nó lại ra cái tỷ lệ thấp hơn. Thôi kệ đi, không sao. Con này nó lại ra là một con thuận này. Con này nó ra một con thuận. Thế tại sao mình lại bảo là một công thức nó lại chỉ ra là 80% tỷ lệ ăn, một công thức nó lại chỉ ra là 90% tỷ lệ ăn đúng không? Đây nhá, lúc đầu thì cái công thức single 2 và single 3 mình show bên trái màn hình cho anh em là anh em biết rồi đúng không? Nhưng mà nhiều anh em có chú ý là mình còn show cho anh em một cái câu thần chú không ạ? Câu thần chú là hai con giống nhau đợi nhau thì là bẻ con người là 80%, con này chưa bẻ con sau sẽ bẻ tỷ lệ 90%. Tức là sao? Tức là ở đây ví dụ là có hai con 9 giống nhau, đây là hai con giống nhau đúng không? Nó đứng cạnh nhau này, hai con 9 đứng cạnh nhau này, đấy. Thì hai con 9 là hai con xỉu, nó sẽ có tỷ lệ bẻ về một con ngược lại, tức là bẻ về một con tài là 80%. Thế là theo cái câu thần chú thì mình sẽ có tỷ lệ bẻ về một con tài là 80%. Nhưng mà theo đây thì mình đánh theo cầu 11 đúng không? Cầu 11 thì câu thứ tư của cầu 11 nó sẽ có tỷ lệ ăn 90% là mình sẽ ăn được anh em ạ. Thế nên là cái con số 7 này mình sẽ có tỷ lệ ăn 90% nó ra một nghịch. Đấy. Nhưng mà nó lại đá nhau. Thôi được rồi, cái con số 8 này thì mình sẽ bỏ qua đi. Xem cái tình hình này nó đang theo cầu gì nhá anh em. Đấy, mình sợ là đánh tiếp nữa thì mình lại gọi là phân tích sai đó. Tại vì sao lại thế đúng không? Cái chỗ này cũng khá là khó phân tích đấy nhá. Tại sao? Tại vì thế này. Thấy chưa? Anh em thấy chưa? Ở trên kia đúng không? Nó đang ra như là cầu 321 hay 21 các thứ gì đấy. Xong ở đây có thể là ra cầu 12, 123 hay là 13 chẳng hạn. Đấy, nên là mình phải từ từ, mình sẽ bỏ qua tay này để xem là liệu nó ra cầu gì. 13 hay là cầu chuỗi này. Mình cái này thì mình chưa rõ nhá, nhưng mà trước tiên mình sẽ đánh theo cái câu thần chú hai con giống nhau đợi nhau đã. Đấy thì
Và con số 9 này mình sẽ đánh theo một con xỉu thôi. À, thì mình hướng dẫn em hai công thức này đúng không? Nhiều khi nhá, là nó cùng chỉ ra một con xỉu, nó rất là ngon. Cùng chỉ ra một con tảo, một con xỉu thì nó rất là ngon. Đấy, tỷ lệ ăn nó rất là cao anh em ạ. Nhưng mà những cái lúc mà hai công thức nó chỉ ra hai con khác nhau, nó rất là ức chế. Mà gọi là rất là ảo anh em ạ. Nó chỉ ra hai con khác nhau như thế thì mình rất là khó chọn. Đấy, cực kỳ khó chọn luôn. Được chưa? Được rồi, cái con này lại 5M tiếp thôi. Con này 80% tỷ lệ ăn là nó sẽ ra là một con xỉu mà. Ok nhá. Rồi. Ai chả 51 rồi còn ra 6. Hai tay liên tục mình đánh gãy liên tục anh em ạ. Vai trưởng chưa? Rồi nhá. Chả lẽ lại đen như thế này ư? Đợi mình một chút xem nào. Đợi mình một chút. Rồi. Ui biết tại sao rồi. Nó là nó tiếp tục ra tài 12 nha anh em. Nó tiếp tục ra tài 12 này. Nhưng mà con tiếp theo thì làm sao? Con tiếp theo mình sẽ tỷ lệ ăn một con thuận là 90%. Tại sao? Ở trên nó bốn con thuận này. Thế chỗ này nó chả phải là cầu 1 3 cái thứ gì cả, mà tỷ lệ lớn nhất là nó sẽ ra cầu chuỗi. Cầu chuỗi thì ít nhất là nó phải năm tay thuận, năm tay nghịch đúng không? Nó mới là ra cầu chuỗi được. Đấy, thế nên là cái con này mới là bốn tay thuận thôi. Cái con tiếp theo mình sẽ tỷ lệ ăn một con thuận là 90%, sau năm một con thuận chỉ là một xỉu. Theo cái câu thần chú hai con giống nhau đấy nhau đúng không? Thì 80% tỷ lệ là nó sẽ ra một con xỉu. Đấy, hai công thức này nó lại kết hợp với nhau nhá, vãi trưởng chưa? Nãy thì hai công thức nó đá nhau đúng không? Hai, còn bây giờ thì hai công thức này nó lại kết hợp với nhau. Đấy, nên là cái tay này cực kỳ tự tin nha anh em, nên là mình mới đánh gọi là đánh Odin thế này. Đấy, ngon chưa? Đúng là phải nắm bắt cơ hội anh em ạ. Cái tay này mà mình đánh nhỏ thì ăn cũng được thôi, nhưng mà ăn lại ít hơn đúng không? Nên là ok, mình chấp nhận là có tỷ lệ mình chết, nhưng mà cái tỷ lệ đấy không cao, tại vì cái công thức xí ngầu 2 và xí ngầu 3 chỉ ra cái con này là 90% là ra xỉu đúng không? Theo cái câu thần chú thì 80% là ra xỉu. Tại vì ở đây là nó tiếp tục ra con 12 nên là nó bị reset về cái tỷ lệ 80% tỷ lệ ăn nhá. Đấy, nó nếu mà nó ra con tài 13 hay các thứ ấy thì con này sẽ là 90% để ra xỉu mà. Này, nhưng mà cái con này nó lại ra tài 12. Đấy, anh em hiểu chưa? Không thì mình không giải thích em lại không hiểu. Ok. Đây con này 90% tỷ lệ ăn. Và cái con số 12 này đúng không? Cái con vừa nãy đánh theo cái câu thần chú thì là 80% tỷ lệ ăn, hai công thức kết hợp với nhau nó ít nhất nó phải lên được là 95% tỷ lệ ăn nhá. Đấy, nó không lên được hơn 100% tỷ lệ ăn đâu, nó không phải là theo cái phương pháp cộng anh em ạ. Nhưng mà nói chung là như thế nó là quá ngon rồi, được chưa? Thì cái tay này là mình sẽ đánh theo cầu, đánh trò 3M xem thế nào. Mình sẽ đánh gọi là cứ theo cầu đi, xem khi nào cầu gãy thì mình tính sao đúng không? Ok. Đấy, theo cầu và lại hút được rồi. Nếu mà mình gãy cái tay này thì khéo khi là mình sẽ đánh tiếp. Nhưng mà nếu mà mình ăn thì chắc là thôi nha anh em. Tại vì bây giờ mà mình đánh theo cầu đúng không? Thì bao giờ cầu gãy. Đấy. Kể cả là có đánh theo cầu thì mình cũng chỉ hướng dẫn anh em là anh em cứ auto đánh theo cầu các thứ, cứ vào tiền tầm khoảng như này như này. Đấy, cứ 3M vào tiền. Thì cũng không có nhiều ý nghĩa lắm đúng không anh em? Đấy, nên là thôi, này đây nhá. Mình sẽ gọi là kết thúc clip ở đây và chốt lãi ở đây tầm khoảng là 12M. Ui, đang lỗ 10M tự nhiên lãi phát 12M. Anh em đấy thế nào? Đúng là lên voi xuống chó đúng không? À không, này phải gọi là xuống chó lên voi chứ, xuống xong mới lên mà. Đấy, nhưng mà thế này là quá là ngon rồi. Ok, thế thôi, này đây thôi. Anh em nào mà còn câu hỏi gì nữa hãy comment phía dưới cho mình biết, mình sẽ lên video hướng dẫn chi tiết cho anh em. Bye bye. Gặp lại mọi người ở clip lần sau.